xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Gỡ gì vậy? Hiện tại thì mình đang có mặt tại chuyến tàu, cảng tàu để đi qua một cái tỉnh khác nha. Anh nói là chào mừng các bạn đến Ormoc City Food Bar, là công viên của thức ăn. Đây, caramel đâu? Caramel tôi đâu? Caramel đâu? Caramel đâu? Đây này, ở đâu cũng có mà. Ở đâu cũng có. Từ đây không? Nó làm viên một combo nè. Caramel, caramel, cầm giùm cái caramel đi theo của bạn mặc cái. Khổ lá, khả lô. Come on, come on. Cơm nè, ốc này, combo cá thông cảm nha mọi người, bữa nay mũi mình nó hơi nghẹt nghẹt. Đây là chicken ate ate. Lato the same Việt Nam. Rong nho. Oh yeah, rong nho. Oh, coi nè mọi người, nó tươi mà đến nỗi nó lòi đó. Wow. We eat this shell. Dương. Đây, nó lòi. Đâu. Đây, cô gia, hit me. Lòi ra cô gia. Beautiful. Mình phát hiện ra nha, quán này là có hai cô gái chuyển giới bán nha. Master one is rong nho. Philippines name. Guso. Name Vietnam rong nho. Philippines share. Việt Nam ốc bự. Thử tay. Giờ Lê Duyên ăn rong nho bự. Nó cứng không sai cái rong nho kia mà nó hơi sật á. sặc bạc. How much kilo? Good. Ăn được không? Ngon không? Ngon the good. No, không ngon. Tinola. Ate, what? Noodles. Look at. Chay. Green noodles. Japan City, noodles. Good, it's not good. What do you call this? Đó là trong biển á. Look at. Đây có là một loại trong biển á mọi người. Chili pit. Đấy luôn mày. Nó muốn đặt cái đi tệ thử đi. Đặt nào. Mày đây này tôi làm nha. Ano ba yung mga yung
đẹp quá. Bên đây nữa này, đây là nguyên một cái chợ hải sản này. Em đi review thôi. Đây, mình sẽ đi review cho tất cả mọi người xem nha. Bạn bè của mình đã quyết định chọn mua một gian hàng rồi. Mà mình đi có thử có cái gian hàng nào có con cá nó nữa lại không nha. Ở đây cũng vẫn là có một con cá giống cá bớp, cá múa ở Việt Nam mình nè. Rồi mình đi xuống dưới kia là hồi dưới kia còn hàng nướng thôi. Ở dưới đây là bán đồ nướng mọi người. Còn bên đây có một cô thì đang ướp tẩm ướp gia vị nè. Ướp gia vị nè. Đó. Mọi người thấy không? Chicken. Đây là chicken. Ướp gia vị cứ một xiên như vậy là giá How much what? 55 là 55 bi. 55 bi thì tầm khoảng 30.000 tiền Việt Nam của mình. Đó. Vietnamese. Anh nhìn anh không biết mình nói cái gì á. Anh nhìn mình thì nhất anh đã là mình là người Việt Nam. Wow, và đây nha mọi người. Đây mình đã chôm một chiếc ớt rồi. Ở đây. I want chicken. Oh yeah, I want chicken. And the money, ma'am. Oh. Nó là mình muốn ăn thịt gà. Mà muốn ăn thịt caramel luôn. Bữa caramel thịt mình rồi. Trời, bập bùng lứa khuya trong màn đêm núi rừng trời khói. Đây nha mọi người. Họ đang nướng nè. Very. Wow. Ở Việt Nam không có cảnh này. Việt Nam not the same. Ở đây họ nướng đồ ăn á, họ thích nướng nó bị cháy đen như vậy nè. Nó cháy đen như vậy nè nha mọi người. Nướng nó bị cháy đen nó chín á, cho mọi như Việt Nam mà nướng vàng vàng đâu. Mình thấy có thịt heo nè, gà nè. Chicken. What? Pork. Pork. It's bit pork. Đi đâu? Mình lại trở lại gian hàng ốc. Ốc ngủ hết rồi. À nè, còn nè. Chiu. Ê, chiu, hải sản rất là tươi sống luôn à. Chiu. Cái quạt này quạt đuổi gì chơi chứ đuổi gì nổi. Này là cơm nấm á. Cơm. Rai. Ồ, ha. Có mấy rice rồi. Na por pero. How much one rice? Seven miso. $7. 7 bi một cục cơm vậy. I miss you. Đây cô bạn của tôi rất là dễ thương nha mọi người. I miss you Koya, I miss you Ete. No say goodbye. No goodbye. No say goodbye. No. September 9. Oh, trời ơi, những người bạn của tôi sắp chia tay rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vô ăn uống nha. Và tiếp theo mình sẽ quay cho mọi người xem cái gian hàng uống của mình. Và đây là bàn tiệc của mình. Giving a green. Đây là cái món spaghetti. Spaghetti a green. À, rong biển. Spaghetti. No. Small. Nhiều quá không dám ăn. Good. Đây. Nhiều quá không dám ăn. Try. This thing a little bit. Good. This one very nice. Very tasty. Cái này rong biển mình lấy một miếng xíu vậy nè.
chấm. Hả? Chấm chấm. À mà chấm cho cái nốt chấm như này. Rồi mời cả nhà nha. Bao lâu rồi đi? Bao đó. Good. Oh. Good. Good. Good, good. Là good, good, good. Ngon, 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 ngon. Ngon. Muốn ăn lại đây đúng không? Và đúng không? Và đúng không? My sister want it go. Not go. Sao được? À, ngon, ngon. Rồi một món lại nha mọi người. Good. Sapal bong. Sapal selanjak bong. Sap. Bạc kịp tì. Bạc kịp tì. Sao sao tụng hộp hộp rớt. Mẹ gái sao sao bong. Đây là anh chàng người Philippines lúc nào đi ăn cũng cầm đôi đũa của mình theo. Đúng không? Cả gặp đúng không em nè. Nó mà đừng có mình. Đây, anh chàng Philippines duy nhất mà chơi với chị em mình là cầm được đũa nha. Oh, chập chập good. Wow. Ai ta tiếp một tính tiền bánh nè. 50. Khóc lắm. Cái này. 55. How much on? Chưa tính tiền mà anh kia anh ăn rồi kìa. Hả không? Chưa tính tiền mà anh ăn rồi. Phải plastic hả thế? Ok. Tổng hết nhiêu? 200 chẳng luôn. Nhiều dữ ạ. 85p cha mẹ 85p. 185p à. Quá cho bánh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cái bánh. Rồi cho cái bánh đi. Bánh hồng xanh. Đây muỗng canh nha mọi người. Canh cá nè. Canh cá hải sản. Nó ngon. Đó là anh chàng này, người Philippines. Ngon rất ngon. Ngon ngon. Rồi bây giờ thì mình xin tạm ngưng video tại đây để ăn nha. Rất là ngon nha mọi người. Lamek khoyo. Ờ. Đây, với một cái đầu cá bổng luôn. Hikopatinola, lamek khoyo. Tinola lamek khoyo. Thế khao. Na khao na na. Oh, yeah, see. Oh,